Nhìn được màn hình của chị gì? Vâng ạ, nhìn được tốt ạ. Em xin phép các anh chị thời gian chính thức của hội thảo đã bắt đầu. Sau đây bạn Nga, Phó trưởng ban xúc tiến thương mại của Hiệp hội Dệt may Việt Nam sẽ giới thiệu chương trình ạ. Lời đầu tiên, thay mặt Hiệp hội Dệt may Việt Nam, xin được gửi lời chào trân trọng đến các diễn giả và quý doanh nghiệp đã tham dự hội thảo ngày hôm nay. Thưa quý vị đại biểu, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU giữa Việt Nam và 28 nước thành viên EU đã được Nghị viện châu Âu chính thức phê chuẩn vào ngày 12 tháng 2 năm 2020 và sẽ có hiệu lực khi Quốc hội Việt Nam thông qua vào tháng 7 năm nay, mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho ngành dệt may Việt Nam nhằm cung cấp thông tin về thị trường dệt may châu Âu nói chung, thị trường dệt may Pháp nói riêng và tầm quan trọng trong việc nâng cao năng lực marketing, xúc tiến thương mại để đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường này. Hiệp hội Dệt may Việt Nam VITAT phối hợp cùng Phòng Thương mại Công nghiệp Pháp tại Việt Nam tổ chức hội thảo trực tuyến cơ hội xuất khẩu sang thị trường châu Âu, giới thiệu hội chợ Pre-Mission Manufacturing Overseas. Về phía các tổ chức đại diện từ VITAT có, xin trân trọng giới thiệu ông Phó Chủ tịch Trương Văn Cẩm và bà Hoàng Ngọc Ánh, Tổng Thư ký. Về phía khách mời có bà Doãn Thu Thủy, Cục Phó Cục Xúc Tiến Dennis Goltonoy và bà Chris Hilser, chuyên gia chương trình xúc tiến nhập khẩu Thụy Sĩ. Có bà Nguyễn Đắc Bội Quỳnh, Giám đốc Đối tác Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam. Và trước tiên xin được trân trọng kính mời ông Dennis Goltonoy, chuyên gia chương trình xúc tiến nhập khẩu Thụy Sĩ với bài trình bày về thị trường châu Âu ạ. Xin trân trọng kính mời ông. Hello chị Trang. Dạ, vâng. Em xin phép sẽ dịch đuổi phần này. We would like to invite the presentation from Mr. Dennis, the expert from SIPO program. Hello. Xin phép anh chị là anh Dennis có trục trặc về kết nối Zoom cho nên anh ấy sẽ trình bày ở một kênh Skype. Thì bạn Linh có gửi cái đường link cho các anh chị nào có Skype để có thể trình bày. Còn em xin phép dịch đuổi luôn cái phần trình bày của anh Dennis ở đây ạ. Để mọi người nắm được tình hình. Mọi người có nhìn được cái slide không ạ? Just share màn hình đi chị ơi. Vẫn chưa được à? Xin lỗi nhé, ban nãy tưởng được rồi. Được chưa ạ? Thank you. Xin chào tất cả các anh các chị ạ. Chúng tôi rất là vui, thực ra là rất vui được kết nối với các anh chị và trong cái bối cảnh COVID với cái sự khó khăn về mặt di chuyển, thế nhưng mà chúng ta vẫn có những cái kênh để có thể trao đổi. Chúng tôi rất hy vọng là mọi việc, đặc biệt về sức khỏe của các anh chị, của gia đình như là các đồng nghiệp đều đang ổn để có thể vượt qua những cái thời khắc khó khăn này. Ngày hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ với các anh chị một số cập nhật về tình hình của thị trường và cũng phải nói thẳng là những cái khó khăn đối với thị trường hiện nay. Chúng tôi cũng xin phép nói là chúng tôi cố gắng chia sẻ những gì chúng tôi có được, những thông tin chúng tôi có được. Có hai lý do chính ở đây. Thứ nhất, cho đến nay thì những cái thông tin thực sự về tình hình của thị trường
cũng như là những cái dự báo mang tính chất là có thể liên hệ được thì thực sự rất là khó, bởi vì cái tình huống hiện nay các anh chị cũng biết là tình chưa từng xảy ra, chưa có cái cơ sở nào để có thể giúp chúng ta có những cái phân tích hay dự báo được. Những gì mà chúng tôi cố gắng chia sẻ ngày hôm nay là những cái xu hướng mà chúng tôi đang nhìn thấy. Và đây là những xu hướng mà tôi nghĩ cái quan trọng mà chúng tôi muốn giúp cùng với các anh chị là chúng ta nhìn nhận xem trong 3 tháng tới, trong 6 tháng tới thì cái thị trường nó sẽ như thế nào. Có lẽ tôi sẽ đi thẳng vào cái hướng tiếp, những cái xu hướng mà tôi vừa nói. 3 cái ý chính. Rồi, bắt đầu rồi đấy mọi người. Cũng có thể để làm rõ thêm một chút thì tôi chia sẻ một vài cái quan sát hiện nay chúng tôi đang có đối với thị trường châu Âu nói chung và thị trường Pháp, đặc biệt là thị trường Pháp thì tôi đang ở Pháp. Vâng, bác Dennis đang check lại cái connect một chút. Cái tình hình hiện nay ở thị trường châu Âu nói chung và đặc biệt là thị trường Pháp thì có một vài cái thông tin để các anh chị tham khảo ở đây. Với những cái con số này để các anh chị có thể hình dung cái mức độ bị ảnh hưởng cái khủng hoảng mà chúng tôi đang phải gánh chịu ở thị trường Pháp và thị trường châu Âu. Thứ nhất, trên màn hình thì nhóm Sipo đang tạm thời tập hợp một vài cái dữ liệu mà các anh chị đang gửi thôi. Trong cái trao đổi ngày hôm nay chúng tôi sẽ bổ sung thêm. Thứ nhất là cái doanh số hiện nay được ước tính trong 3-4 tháng đầu tiên là giảm sụt khoảng 40% so với thông thường. Ở đây là tôi nói cái phần về vừa là doanh số, vừa là cả cái lợi nhuận nữa. Ở đây là những con số mà chúng tôi trao đổi với cái mạng lưới của chúng tôi ở các cái cửa hàng bán lẻ. Và nếu với cái phân khúc mà cao cấp, ví dụ như phân khúc thời trang hay phân khúc hàng xa xỉ, thì đây là một cái phân khúc rất quan trọng. Và nó cũng là một cái phân khúc mà nó dẫn dắt thị trường Pháp nói chung cũng như là những thị trường khác. Có một cái khảo sát của nhóm tư vấn Boston. Có cho chúng tôi một cái con số về cái mạng hệ thống, cái ngành thời trang và đồ xa xỉ ở châu Âu cũng như cả ở Mỹ cũng đang bị khủng hoảng về mặt tài chính để có thể duy trì các hoạt động của mình, và do đó đã ghi nhận rất nhiều đơn vị phải đăng ký phá sản. Ở thị trường Anh chẳng hạn, các anh chị có thể nghe thấy những thương hiệu như là Debenhams hay là Primark đã bắt đầu cũng ghi đăng ký hồ sơ để xin công bố khó khăn tài chính và thậm chí phá sản. Một số cái thương hiệu khác đều đã xin lỗi rất là nhiều tên nên là giờ như vậy thì nhìn cái bức tranh tổng quan. Đấy là cái nguồn, hệ thống cửa hàng tiêu thụ. Bạn đang được một cái ví dụ ở Pháp là một cái chuỗi cửa hàng. Xin lỗi, tôi sẽ phải ghi lại sau, bạn không nói tiếng Pháp. Một vài cái con số như vậy để cho thấy rằng tình hình hiện nay ở các thị trường tiêu thụ đang vô cùng là chịu ảnh hưởng nặng nề.
trong vòng 3 tháng vừa qua, cái ảnh hưởng ngày càng nghiêm trọng. Vâng, và tiếp theo thì có chị Bridget sẽ nói thẳng ở Zoom. Hi Bridget. Hi Bridget, can you speak straight on Zoom? Oh, yeah. Yeah, yes. Okay. Vâng, mọi người cho chị Bridget một phút ạ. Chị thì có connect Zoom thì chị sẽ nói thẳng luôn ạ. Yes, I still cannot hear you on Zoom. Turn on the micro, please. No, not yet. Vâng, xin lỗi chị Bridget sẽ kiểm tra lại cái micro ạ. Vâng, và anh Dennis anh sẽ trình bày tiếp luôn mà một vài cái suy nghĩ của anh ấy. Vâng, yeah, Dennis, please go on. Yes. Vâng, ban nãy ở phần đầu thì tôi cũng đã gợi ý một vài cái xu hướng mà chúng tôi đang nhìn nhận thấy cái sự chuyển dịch của ngành. Thứ nhất, xu hướng thứ nhất đấy là tính linh hoạt và khả năng thích ứng. Thứ hai, đấy là cái tính bền vững. Các anh chị có thể nghe thấy nhiều cái từ này rồi, nhưng mà trong cái bối cảnh hậu Covid thì cái khái niệm này nó sẽ được mở rộng thêm, có những cái điều chỉnh như thế nào. Và thứ ba là minh bạch. Tôi xin nói rõ một vài ý. Thứ nhất, về mặt linh hoạt. Đấy là cái xu hướng tới đây trên thị trường mà các người mua hàng kỳ vọng ở các nhà cung cấp. Thứ nhất là hiện nay không ai có thể dự báo được tình hình thị trường như thế nào. Vì thế cho nên cái kỳ vọng đấy là tất cả chúng ta cùng phải giúp nhau chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra. Khi tôi trao đổi với bạn bè tôi trong cái mảng dệt may thì tất cả đều nhấn mạnh những cái từ khóa để suy nghĩ, đấy là linh hoạt, có khả năng thích ứng, adaptability, và phải tự trang bị tất cả những cái, dùng luôn chữ là vũ khí mà chúng ta có thể huy động được, tính sáng tạo, mạng lưới, nhà cung cấp, và linh hoạt, huy động tất cả mọi nguồn lực. Tôi cũng xin phép phải nói thẳng, hiện nay khi trao đổi với các khách hàng về cái hướng sẽ mua hàng thì tất cả đều chỉ trả lời là chúng tôi chưa thể biết được. Bởi vì thực ra bây giờ còn chưa biết người tiêu dùng sẽ mua cái hàng hóa như thế nào. Nhưng cái mà chúng tôi có thể dự báo được đấy là cái mức độ tiêu dùng nó sẽ gọi là nhỏ giọt hơn trước rất là nhiều. Và vì thế cho nên là khả năng rất cao là chúng tôi sẽ phải đặt hàng với cái số lượng nhỏ hơn. Và điều đó đồng nghĩa với việc là các anh chị ở khu vực sản xuất, khu vực cung ứng sẽ phải làm sao có thể đáp ứng các cái đơn hàng nhỏ hơn, linh hoạt hơn, giao hàng nhanh hơn. Và tôi nghĩ chúng tôi thấy rằng cái xu hướng này không chỉ là năm nay mà sẽ là cả cái xu hướng của sang năm. Như vậy,
không chỉ nói về mặt sản xuất, chúng tôi nghĩ rằng cái yêu cầu về mặt linh hoạt cũng sẽ có ý nghĩa đối với việc các anh chị phải linh hoạt trong khu vực quản lý. Làm sao có thể linh hoạt hơn với các đơn hàng, với các khách hàng, với đa dạng yêu cầu khác nhau. Xu hướng thứ hai, rất nhiều khách hàng mà bạn bè khi chúng tôi trao đổi, đấy là cái tính bền vững. Rất nhiều chuyên gia hiện nay ở Pháp, ở Đức, ở châu Âu đều dự báo rằng các khách hàng, và không thực ra không chỉ các khách hàng mà đặc biệt là người tiêu dùng, cái hành vi sau hậu Covid sẽ trở nên, sẽ có, thực ra tôi xin phép ở đây là có hai xu hướng. Cái hai xu hướng thứ nhất, có hai xu hướng, một là xu hướng vẫn tiếp tục như bình thường, và xu hướng thứ hai đấy là xu hướng sẽ trở nên thận trọng hơn rất nhiều. Và cái xu hướng thứ hai đấy là cái xu hướng mà những người tiêu dùng thận trọng, những người tiêu dùng quan tâm đến môi trường, người ta sẽ quan tâm đến các cái giá trị. Cái xu hướng thứ nhất, tôi xin có một vài cái ví dụ, đấy là sẽ có một số khách hàng sẽ muốn gọi là bù đắp lại cái thời gian vừa rồi bị 2 tháng vừa rồi bị cách ly, thì sẽ tiêu dùng tưng bừng hơn, nôm na là như thế ạ. Thế nhưng mà đây là một cái hướng cũng có thể xảy ra. Đây là cái xu hướng mà nó sẽ tiếp tục như bình thường, giống như trước khủng hoảng. Nhưng cái xu hướng thứ, nhưng cũng đồng thời cũng rất nhiều chuyên gia không nghĩ rằng cái xu hướng này sẽ tiếp tục. Bởi vì đã có một vài phân tích cho thấy có đến khoảng 65% người mua hàng ở châu Âu và ở Mỹ cho rằng là cái việc mua, tiêu dùng nó sẽ không còn được nhiều như trước. Và tôi cũng phải nói thực sự là trong cái mạng lưới của những chuyên gia mà chúng tôi làm việc thì nghĩ rằng cái xu hướng này thứ hai này sẽ là xu hướng sẽ nhiều khả năng xảy ra hơn. Và tôi gọi đấy là cái xu hướng mua hàng một cách cẩn trọng, tiêu dùng một cách cẩn trọng. Thực ra đây không phải là một cái xu hướng mới. Các anh chị cũng biết rằng là rất nhiều năm qua đã nhiều người tiêu dùng cũng như là các cơ quan quản lý có ý kiến cho rằng cái ngành tiêu dùng, cái ngành dệt may của chúng ta là ngành có những cái ảnh hưởng không phải là tích cực đến môi trường. Và vì thế đó là những đơn vị người ta đã đưa ra những cái khuyến cáo yêu cầu nâng cái chất lượng. Và đây chính cũng là những đơn vị đã khởi xướng các cái phong trào, các cái yêu cầu mới về bảo vệ môi trường, về trách nhiệm xã hội. Đây là tôi muốn nhớ lại một vài cái yếu tố lịch sử. Anh chị có thể đấy, những người mà sinh những năm trước năm 80, 90 thì đã có những cái lúc chia sẻ, nhưng sau đó một thời gian thì cũng không còn tiếp tục nhấn mạnh quá. Nhưng hiện nay cái xu hướng trở lại, và đặc biệt là với cái tình hình cái dịch bệnh này, thì chúng tôi thấy rằng đây là một cái yếu tố tác nhân thúc đẩy cái sự suy nghĩ lại, sự nhấn mạnh lại. Những người tiêu dùng mới, những cái thế hệ mới sẽ chú trọng hơn và kỳ vọng hơn về những cái giá trị bền vững, giá trị môi trường. Tôi cũng chia sẻ là có rất nhiều người tiêu dùng do bị ảnh hưởng bởi công việc, mặc dù có trợ cấp nhưng rõ ràng cái việc thu nhập cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều, và đó cũng là một yếu tố khác nữa để làm cho người tiêu dùng trở nên thận trọng hơn với việc
tiêu dùng cho những hàng hóa xa xỉ, thời trang. Và những cái điều chỉnh này, hành vi điều chỉnh này của người tiêu dùng sẽ dẫn tới cái các mua hàng sẽ có sự điều chỉnh về chính sách mua hàng, tìm kiếm những nhà cung cấp mà đáp ứng tốt hơn cái giá trị về mặt xã hội, về mặt môi trường hay là CSR. Chúng tôi cũng đã có những cái bằng chứng rất rõ về những cái yêu cầu đặt hàng mà trong đó bắt đầu nhấn mạnh điều chỉnh về chính sách mua hàng, trong đó có cái nhấn mạnh là cần phải lưu ý hơn các cái giá trị xã hội, giá trị môi trường. Và tôi nghĩ rằng đối với xu hướng mua hàng cuối năm nay và sang năm 2021 chắc chắn sẽ phải là một yếu tố được các anh chị khi chào hàng với tư cách là những nhà cung cấp chú trọng bổ sung thêm các cái thông tin này để có thể thể hiện cái giá trị của mình. Chúng tôi có những cái giả soát về những cái tài liệu hay những cái chia sẻ gần đây, ví dụ của Giorgio Armani hay là của tạp chí Vogue, thì tất cả đều có rất nhiều cái bài báo và những cái bài phân tích về những cái làn sóng thay đổi, chuyển dịch cái cách kinh doanh, cách mua hàng. Những cái khái niệm trước đây chúng ta nghe về fast fashion, thời trang nhanh hay là những cái thời trang giá rẻ mà không có chú trọng đến sản phẩm môi trường, giá trị môi trường, giá trị xã hội, đang đứng trước những cái nguy cơ sẽ bị người tiêu dùng cũng như nhà mua hàng nhà mua hàng người ta sẽ đánh giá thấp hơn, bởi vì cái giá trị core, cái giá trị cốt lõi hiện nay được chú trọng nhiều hơn, đấy là các giá trị về mặt xã hội, môi trường. Và vì vậy tôi xin phép nhấn mạnh lại, đấy là các anh chị khi chúng ta chào hàng, chúng ta phải nhấn mạnh được những cái yếu tố thể hiện chúng ta bền vững hơn như thế nào, các cái giá trị về mặt đạo đức của cái chuỗi sản xuất, của cái chuỗi cung ứng. Chúng tôi tin rằng cái giá trị, cái yêu cầu về mặt bền vững sẽ được đẩy mạnh lên rất là cao trong các cái chính sách mua hàng, chính sách đặt hàng trong thời gian tới đây. Và cái yếu tố cuối cùng ở đây tôi muốn nhấn mạnh, đấy là cái tính trong thời gian tới, đấy là cái tính minh bạch, transparency, và phải giữ được cái kết nối. Ở đây chuyên gia đang dùng là cái efficient communication. Có hai lý do ở đây chúng tôi muốn chia sẻ. Thứ nhất, các nhãn hàng sẽ ngày càng yêu cầu và mong đợi có được những cái kênh thông tin để khẳng định cái tính bền vững và cái tính minh bạch của toàn bộ chuỗi cung ứng của mình. Và để có thể chứng minh được những cái thông tin này thì tôi nghĩ rằng đây cũng là một cái cơ hội để các anh chị, các doanh nghiệp, các nhà cung cấp chúng ta tìm cách sáng tạo hơn, tìm ra những kênh thông tin để chia sẻ được càng nhiều càng tốt, minh bạch càng minh bạch càng tốt. Thế thì ở đây chúng tôi có gợi ý các cái kênh thông tin xã hội, mạng xã hội. Cái xu hướng này tôi đang thấy nó thể hiện được rất rất là rõ ở châu Âu. Các cái nhãn hàng ở châu Âu đang sử dụng những cái kênh thông tin này rất nhiều. Và ở thị trường Mỹ tôi cũng thấy có sự gia tăng các cái kênh kết nối trong cái bối cảnh COVID. Và đó đã trở thành gần như là một cái chính sách để các nhãn hàng có thể sử dụng thông tin từ minh bạch từ chính các nhà cung cấp của mình và chia sẻ cho các khách hàng, các người mua hàng của mình. Và nhiệm vụ
của chúng ta để có thể trở thành những nhà cung cấp những bạn hàng thân thiết với các nhãn hàng, thì đấy là phải giúp cho các nhãn hàng có được thông tin đầy đủ, minh bạch và thường xuyên để họ có thể thuyết phục với các khách hàng của mình về cái chính trách nhiệm xã hội. Về tính minh bạch, tôi nghĩ rằng nó cũng có một cái giá trị nữa, đấy là giúp những người tiêu dùng biết được cái tạm gọi là cái truy xuất nguồn gốc, truy xuất về cái chuỗi sản xuất toàn bộ các cái giá trị, các cái tính compliance. Và chúng tôi thấy rằng là chúng tôi rất tin tưởng rằng là sau cái đợt Covid này thì cái yếu tố minh bạch và cái yêu cầu phải giữ kết nối sẽ cả ngày càng quan trọng. Thì các anh chị cũng biết rằng bây giờ thông tin nó được kết nối và thực ra để giấu thì rất là khó. Tôi lấy một cái ví dụ, 4 ngày trước đây. Thì có một cái nhãn hàng ở Mỹ đã phải công bố phá sản và đồng thời thì họ cũng cung cấp luôn tất cả các cái bằng chứng hóa đơn mà họ đang phải thanh toán cho các nhà cung cấp ở Bangladesh, và nó cũng làm cái công cụ để giúp cho người tiêu dùng cũng như là xã hội người ta có cái sự chia sẻ và thông cảm. Yes, so can we switch to Bridget? Yeah. Okay. Yes. Vâng, yes, xin phép tiếp theo là chị Bridget sẽ chia sẻ về thị trường Đức. Hello. Now you hear me also? Yes, please. Okay. Hello, my name is Bridget. I am from Germany. And I just say thank you to Denis because he has given a very, very detailed information already. I just want to add some figures maybe from Germany, and because I was reading there are some predictions for Germany, or that there's from one economist that maybe in Germany it could happen that 200,000 shops, or even there the small shops, can be closed into 2020. It's not for sure, but maybe it could happen, because now this year in the moment we have around 12.1 billion euro less turnover compared to last year, and until the end of the year there will be 24 to 36 billion euro less turnover compared to the last year. These are the guesses of the economists in the moment in Germany. And we have already, like Denis also told, in France and UK we also have the results that like a big brand which was quite well known, Esprit, has done bankruptcy, and also the department store in Germany, one of the biggest one, the Galeria Kaufhof, Karstadt, they are also in the moment in the way of the bankruptcy, or they are under the umbrella story in the moment, and it could be that, and they are in the worst position. They are having in the moment already 1 billion less losses in the moment because of the corona. This is because if the companies or if the department store was before already in a weak position, and through corona now everything is has been gone down, and with 1 billion loss it seems that they have to close 60 shops already from 170, and let's see how the situation can be done and how many people will lose their jobs. But what you can say in the moment for the atmosphere in Germany is that the clothes, that the people are happy on one side that the stores have opened, but on the other side the people are not buying. They are not very keen to buy. Everybody is in a fear. The people go to the shops and going fast out. And this is, it's very crucial for that, that the turnover of the buying behavior is very low. The only thing what you can say, what is selling in the moment good, was
is techniques that you can say there is techniques items are sold, household items are sold, and children garments and children shoes. And this is and also from the e-commerce site in Germany, that also the mail order business has dropped down more than 30% in March compared to the last year's numbers. And what is the prediction from some economists in Germany, that's why we are telling, we don't know what will be happening, but they are predicting that the real worst situation maybe will even happening in September, that maybe then in the textile industry, this could be like a tsunami especially for the textile industry, because in the moment they have the collections in the shops the collections have been not sold out because of the closures from the spring part. Now already the summer part is starting. Normally the order should be done for autumn winter. And there is a big gap even in the moment that they will get, because the fabric suppliers, accessories, nothing could be delivered. And there could be now, the crash is coming maybe even more in September than now. That's why, but these are all guesses. Yes. So Bridget, you still have one more point that there will be some restructure or something, in your notes. Yeah. What you meant by that? So then we can close this sharing session. Because Danny is just talking, you hear him or not? No, I don't. You have not heard him. Oh, wait, just. Yeah, okay. No, because I thought you hear Danny, because he has given that he was confirming that it's the same part like I was telling before for France, that the people are not going much to the shops and nobody knows exactly what will be going on. Because it's the crisis, that's also like Jenny also told before, that there will be structural changes, but also opportunities. And the changes will be that, like, this is, and somehow the parts of the sustainability, what Jenny was telling, this will be also in the part of sustainability. Maybe this could be also this more close to the region, or close to the region sourcing can be getting more interesting. And also in the moment, the big companies are trying to avoid a bit also the long distance flights, also out of reason of the sustainability, or to not to for the fuel for the airplanes and for everything. That's why there could be a change even in buying behavior. Maybe it will change to go more for this online store. You can see this also like in the Scandinavian countries, that they are having this trend already. And I think this will step forward from that side, because, and also out of the part of saving money, because all the flights, everything, you spend more money. And if you are in a worse condition, if you have to save money, you look, maybe you think more sustainable, also out of the need to think more sustainable. And also the value chain in the textile and clothing sector is changing after the crisis. That's why the quantities will be getting down. I think everybody is more scared. There will be more the diversification, market diversification becomes more important. The product diversification will be more important. This means we will have smaller quantities, but more close to the market, more faster deliveries. That's why also this more close to the market deliveries in somehow. And what I also think, that like Danny was telling, there are two groups. Either we have the group who are thinking more sustainable on one side and getting more into also the eco story, they will, and also the CSR standards will be getting more interested, and the people will take more part for that. But on the other side, the big ones who will survive, maybe
I don't know if there will be the big change. You have these two groups, ones who are money profit orientated and maybe more for the mass production, they will stay. They're the social, the CSR standards will be interesting, but this, the sustainability will be having only a certain impact. You will have the two groups in future. And we will see which one will be developing faster or not, but for sure, there will be two lines coming in future, or two directions. And but for sure, the sustainable and reason will be a big part for that. But also this flexibility and the transparency, the points which Danny mentioned already, are the drivers for the future. I think that's from my side, because Danny told already. Thank you, Brigitte. So let me summary for participants. Yes. Vâng, xin cảm ơn chị Brigitte và xin phép dịch tóm ngược lại một vài cái ý của chị Brigitte đối với thị trường Đức. Thì trong cái chia sẻ của chị Brigitte có nói là theo cái dự báo mà các chuyên gia của Đức đang phân tích thì tháng 9 sẽ là một cái mốc thời gian rất quan trọng đối với thị trường Đức. Và có một vài cái dự báo cũng khác cũng để tham khảo để giải thích cho tại sao mọi người đang cho rằng nó quan trọng, bởi vì hiện nay một cái phần dự báo có thể tới 200.000 cửa hàng liên quan đến thời trang sẽ phải đóng cửa trên toàn nước Đức. Thì một cái ví dụ khác thì cái hãng Karstadt là một cái hãng rất là lớn, thì trong thời gian vừa rồi đã 60 cửa hàng đã phải đóng cửa. Và cái quan trọng mà ở đây tôi đang xin phép được bôi đỏ, bởi vì đấy là đoạn mà có anh Denis cũng vào chia sẻ về tình hình thị trường Pháp, đấy là người tiêu dùng đang rất là thận trọng và nhỏ giọt, ban anh đã nói đấy ạ, không quyết định mua nhiều lắm. Và vì thế cho nên là đối với ngành nói chung thì rõ ràng nó đang có, đây là một cái cú hích và là một cái tác nhân dẫn đến cái sự chuyển đổi lớn. Thực ra những cái chia sẻ này cũng hơi giống với của anh Dennis và đại đã nói. Trong đấy tôi cũng xin bổ sung thêm cái ý mà chị vừa nói, đấy là có cái xu hướng thay đổi cách mua hàng, đặc biệt là cái việc di chuyển hạn chế, cho nên cái việc buyer đi các nơi để tìm nguồn hàng cũng sẽ giảm đi. Và các cái kênh mua hàng online hay bất cứ một cái kênh nào khác mà thay thế cho cái việc phải di chuyển này sẽ là cái cơ hội để các doanh nghiệp chúng ta tìm cách phát huy với cái hướng sáng tạo của mình. Thì trong cái tài liệu chúng tôi cũng có một vài cái con số, mà tài liệu này xin phép là sau cái buổi hôm nay tôi sẽ gửi lại, vì đây là dựa trên các cái ghi chép anh chị gửi hàng ngày cho chúng tôi. Thì đây là những cái con số mà các anh chị sẽ có thể tham khảo những cái thông tin này. Thì tôi nghĩ là xin phép các anh chị chúng ta, vâng rất xin lỗi là hôm nay anh Dennis anh có vấn đề về mặt kết nối cho nên là không kết nối được vào cái kênh Zoom này trực tiếp. Nhưng mà các anh chị cũng sẽ vẫn ngồi tiếp tục để có câu hỏi gì cụ thể các anh chị sẽ tiếp tục trả lời cho các anh chị. Thì tôi không muốn mất thời gian của ban tổ chức nữa. Xin phép các anh chị cứ đánh gõ câu hỏi vào cái room chat ấy ạ. Và trong lúc trình bày tiếp các phần tiếp theo thì chúng tôi sẽ chuyển các câu hỏi được các chuyên gia chuẩn bị và quay trở lại trong khoảng 30 phút nữa.